ESL audio to be khi mà mình nghỉ lâu á, biết không? Em mất cái microphone rồi. Dạ biết rồi. Tại biết không, mình nói chuyện trên trời mà cái microphone nó đang nằm ở dưới đất, thành đang nghe nhỏ là phải rồi. Giờ các anh chị nghe lớn rồi phải không? Giờ các anh chị nghe lớn rồi phải không? Phải không? Các anh chị trong room này đó, ai dưới 10 tuổi giơ tay lên. Okay. Raise your hand if you're under 10. Giơ tay lên nếu mà các anh chị dưới 10 tuổi. Mà phải be honest, okay, nói thiệt không được nói chơi, phải nói thiệt. Có một mình betrayed thôi hả? Có một mình betrayed à, dưới 10 tuổi hả? Rồi. Để coi coi các anh chị nói thiệt hay là nói dốc nha. Okay. Rồi có một mình bị betrayed dưới 10 tuổi. Bây giờ ai dưới 20 tuổi, bring the one if you're under one. I mean if you're under 20. Có một người dưới 20 thôi hả? Bring the one, nghĩa là đánh số 1. No, I mean thank you for reminding me. Ok, nói lại nè. Ai dưới 10 tuổi đánh số 1. Có một mình betray thôi, right? Bây giờ ai từ 20 cho tới 10 tuổi, bring the one. Ai từ 20 cho tới 10 tuổi, nghĩa là 10 tuổi tới 20 á, bring the one. Có happy nè, happy forever. Hoàng Hy nè, Hoàng Hy là hai nè. Trần Vũ là ba nè. Là có ba người phải không? So totally is four, right? Tổng cộng là bốn người sofa rồi. À không, nói thiệt nha, không được nói chơi nha, hay là không được nói dốc. Okay. Là bốn người rồi. Bây giờ ai từ 20 tới 30 đánh số 1. Ai từ 20 tới 30 đánh số 1. Siêu quỷ là 1 nè. Heo trắng là 2 nè. Angela là 3 nè. Nguyễn Văn Phục là 4 nè. Ok, nghĩa là cũng còn là 39 tuổi, phải không? Là 4 nè. Ok. Rồi, ai nữa? Ai từ 20 tới 30 nữa? Mới có 4 người thôi. So far, how many we have so far? 10 tuổi là 1 nè. 10 tới 20 là 3 nè. Rồi 20 tới 30 là so far là 4 phải không? Là 4 à. Đấy. Nghĩa là tất cả mới có 8 thôi. Rồi, bây giờ ai từ 30 tới 40? Đánh số 1. Dạ tất cả là 4 rồi đó. Ai từ 30 tới 40 đánh số 1? Càng lớn tuổi càng yêu ru. Mình thấy mình lớn tuổi nên mình ngồi im cho rồi. Ai từ 30 tới 40 đánh số 1? Tướng Nguyễn từ 3 tới 40. Có một người thôi hả? Hương Bùi là 2. Từ 3 tới 40 là 2. Right. Nghĩa là có hai người thôi, nghĩa là tổng cộng mới có 7, 8, 10 người thôi.
Ok, thêm nữa là coi như tổng cộng mới 11 người thôi. Rồi, ai từ 40 tới 50 đánh số 1? Ok, dạ. Bây giờ ai từ 40 tới 50 đánh số 1? Hả? Hả? Ai từ 40 tới 50 đánh số 1? Không có ai hết trơn. Rồi, ai từ 50 tới 60 đánh số 1? Ha? Nó ốc luộc hồi nãy mới có 30 mà, từ 30 tới 40 mà. Ai từ 50 tới 60 đánh số 1? Cũng không có ai hết. Nghĩa là sofa là mới có 11 người thôi. Mà trong room hiện bây giờ là 39 cho 40 cho chẳng đi. Là còn 30 người còn lại là từ 60 tới 70 tuổi hả? Từ 60 tới 70 tuổi hả? Tiểu My hả? Tiểu My đánh số á. Tiểu My đánh số thì các anh chị không có tin. Tại người ta nói mà, đừng có bao giờ hỏi tuổi đàn bà con gái nếu mà các anh chị không muốn người ta nói láo. Nếu mà các anh chị không muốn người ta nói láo, phải không? Hả? Người ta nói câu đó mà, đừng bao giờ hỏi tuổi đàn bà con gái nếu các anh chị không muốn người ta nói láo. Thế nó chơi vậy chứ. Tiểu My hỏi đặng, Tiểu My hỏi đặng cho biết coi 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 các anh chị trong room trẻ khoảng bao nhiêu, em già khoảng bao nhiêu. Đặng khi mình nói chuyện mình biết, biết không? Ví dụ như betray á thì Tiểu My kêu bằng honey. Chỉ bằng honey, phải không? Tại có nhiều người nói sao cô cứ kêu các em bằng anh chị không vậy? Cái chữ anh chị đó đúng ra nói là anh chị em, biết không? Nhưng mà em ở trong đầu của mình nghĩ nó là baby rồi. Ok, mình đặc biệt dành riêng rồi, mình không muốn nói ra thôi. Ok, cái chữ em đó coi như baby với chữ mi rồi, khá như vậy. Cái anh chị chỉ là xã giao thôi, cái anh chị lịch sự thôi. Cái lịch sự thôi, tại vì mình đâu có biết ở trong nét này ai là ai đâu, đâu biết họ bao nhiêu tuổi, phải không? Cái anh chị mình kêu chung chung vậy thì nó cũng gồm ở trong đó, phải không? Nếu mà lớn hơn thì kêu bằng anh cũng đúng rồi. Con gà, trai thì kêu bằng anh, con gái kêu bằng chị, phải không? Các anh chị nhỏ hơn thì dĩ nhiên kêu bằng em rồi. Nhưng mà nếu nhỏ hơn thì Tiểu My đặc biệt dành riêng, cảm tình trong bụng dành riêng. Đồng ý không nè? Hả? Phải không các anh chị? Nó phải nói về tuổi. Trước khi mình học á, mình nói chuyện vui chơi chơi, hẳn cho mình relax một chút xíu. Thế anyway, New Year các anh chị có gì vui không? Có gì thay đổi chưa? Năm mới á, năm mới rồi, có gì thay đổi chưa? Đối với lịch Tây phương nó đã là năm mới rồi nha các anh chị. Nó ra một, nó qua một cái tuổi khác rồi. Nó qua một cái tuổi giống như Việt Nam của mình cũng vậy, năm mới thì nó qua cái tuổi khác. Tuổi khác. Tây phương họ cũng có tí Sửu giờ Mẽ Thìn kỷ ngọ mùi thân dậu tức hợi vậy. Nhưng mà họ không có nói như vậy, họ nói gì mà dương kiêu rồi cái gì bạch mã rồi cái gì bình bình đó. Không biết nữa, nó có 10, cũng có 10 con giáp đó. Phải không các anh chị? Tùy theo cái tháng của mình mà mình rơi vào cái con giáp nào á, bảo bình và dương kiêu, bảo bình song ngư đồ này kia. Họ cũng coi tử vi, họ cũng coi coi gọi là palm reader, palm reading á, về về những cái tuổi của mình như vậy á.
Năm tới à, tới Tết, Tết là tuổi là Tết là con ngựa nha các anh chị, năm nay là con ngựa ngọ, con ngựa đó. Ai mà tuổi con ngựa phải cẩn thận. Khi người ta gọi cái đó là tới năm tuổi rồi phải cẩn thận. Em có một cái điều này Tử Vi chia sẻ các anh chị. Tử Vi cũng biết Tử Vi chút đỉnh, cũng biết Tử Vi chút đỉnh. Có người dạy thường thường ông bà mình mà lớn tuổi á, lớn tuổi rồi đó, ông bà cha mẹ mình lớn tuổi đó, thì các anh chị phải coi chừng tới cái năm tuổi của họ, hay là tới cái năm mà kỷ tuổi đó, các anh chị phải take care họ một chút xíu và nói họ phải cẩn thận. Tại thường thường chết về năm tuổi hoặc là chết về cái năm kỷ tuổi, thường thường là như vậy á, các anh chị để ý có phải không, thường thường là như vậy á. Những người lớn tuổi đó, thí dụ như tuổi 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 con heo đi, cũng như thích tuổi con heo đó. Tuổi con heo thì cái kỷ tuổi của con heo là gì, dần thân tỵ hợi phải không, thì ba thì bốn cái năm đó đó phải cẩn thận, nhất là tới cái tuổi của mình phải cẩn thận, mấy người lớn tuổi đó. Ông bà cha mẹ của mình hả, thường thường là như vậy á, thường thường là như vậy á. Nói người lớn tuổi kia chứ còn mình còn nhỏ thì biết bao giờ mới chết, phải không? Đó, cái chị còn nhỏ thì mình không có cần lo. Ok, tới cái số chết là phải chết thôi, nhưng mà những người lớn tuổi thường thường họ gần đất xa trời, thường thường nói như vậy, phải không, đồng ý không nào? Cái này là tiểu mình chia sẻ cho các anh chị phải coi chừng, trông chừng, take care ông bà mình khi họ lớn tuổi, tới những cái năm kỷ tuổi của họ nó phải coi chừng. Ok, nói họ phải cẩn thận, phải coi chừng ăn uống đồ này kia, phải đốn đồ này kia, đại khái như vậy. Sức khỏe phải giữ gìn cẩn thận hơn, cái như vậy. Someone keep texting me. Ở bên Việt Nam đó các anh chị, mỗi lần mà các anh chị text cho người ta hay là các anh chị trả lời text á, text trở lại đó, tốn tiền hả các anh chị, tính theo từng 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 character hả, tính từng chữ hả, các anh chị biết text là gì không? Text là nhắn, lời nhắn á, nhắn lời nhắn á, trong điện thoại đó, trong điện thoại đó phải không, cũng tốn tiền phải không các anh chị? Someone keep texting me. Ok rồi, let's start. Tùy thôi hả? Tùy theo mình đóng nhiều hay đóng ít phải không? Ok, bây giờ bắt đầu học nè các anh chị. Hôm nay mình học cái gì? Relay for 49 minutes. Hôm nay mình học cái gì nào? Cái Viber là gì các anh chị? Tiếng Mi không biết. Có nhiều người nói Tiếng Mi có Viber không? Viber là gì? Không nữa. Như cái như như cánh nhà bay, như nhức anh. Ok, biết rồi. Như cánh nhạn bay phải không? Như cánh nhạn bay phải không? I'm not computer guru, guru là gì? The very situation có nghĩa là gì? Very, very là very cái này không dịch. Very next key. Very next key là gì? Thì very situation có nghĩa là cái tình trạng, viết nguyên câu đi rồi tiếng Anh viết nguyên câu ra đi, thường thường nói ngang như vậy. Như người ta nói move to the very next key, khi mà các anh chị đàn á,
nghĩa là mình đánh cái khi nào mà gần nhất where the black or white, có nghĩa là mình đánh tới cái khi nào gần nhất màu trắng hay là màu đen. Thường thường các anh chị đánh trên cái đờn piano, thỉnh thoảng các anh chị mới dùng strike on the black key, right? Thỉnh thoảng thôi. Thường thường là mình đờn trên những cái khi màu trắng, phải không? Khi màu trắng. Nhưng mà khi mà nói là move to the very next key hoặc là try to the very next key, có nghĩa là đánh cái khi nào gần nhất, không cần biết nó màu trắng hay là màu đen, là cái như vậy. Thì cái very ở đây có nghĩa là như vậy đó. Okay. Here the very situation in which nghĩa là cái tình trạng mà gần như là cái tình trạng khẩn cấp ngay cái lúc đó đó, phải không? Phải nguyên một câu luôn. Here is the very situation in which you confront it. Vậy nghĩa của nó cũng có ý nghĩa situation itself. Trong chính cái tình trạng đó cũng the very next day đó, cái very có nghĩa là nhất á, nếu dịch theo tiếng Việt thì mình dịch là nhất, thấy không? Hãy di chuyển tới cái khi đánh trên cái khi nào gần nhất, hay là cái ngày nào mà gần nhất, cái ngày cái ngày ngày nào gần nhất mà mình biết cái ngày đó là cái ngày nào. Ví dụ như cũng có nghĩa là như vậy, nhưng mà cái chữ very nó nhấn mạnh hơn, nó nhấn mạnh hơn. Thế okay. Không, chính cái tình trạng đó đó, và chính cái tình trạng đó đó, cái tình trạng ok, dịch như vậy đó. Và nó nhấn mạnh hơn. That's right, nó nhấn mạnh hơn. Nhấn mạnh về cái điều mà mình muốn đang nói đó. Very next key có nghĩa là hãy nhớ nha, đánh cái khi nào mà gần nhất, không phải chỉ đánh cái khi trắng thôi, mà nếu mà cái khi gần nhất là khi khi cái khi màu đen thì cũng phải đánh lên cái khi màu đen. Thế okay. Nó nhấn mạnh cái khi gần nhất thì cái situation cũng là chính cái ngày đó đó, nhấn mạnh chính cái ngày đó đó. Ok, hiểu rồi, cảm ơn. Tiểu My nói chuyện nhiều khi biết không, Tiểu My không có tin tưởng là Tiểu My nói người ta hiểu, thành ra Tiểu My ưa lặp đi lặp lại, các anh chị thông cảm hả. Mà các anh chị hiểu rồi thì phải nói yes liền, không cho Tiểu My cứ ngồi nói hoài. Tại mình không có tự tin là mình nói chuyện người ta hiểu, thấy như vậy. Nhớ nhà thấy Tiểu My cứ nói hoài, phải nói yes em hiểu rồi, cô đừng nói nữa. Thế thấy như vậy nhớ nha. Thế thiệt mà. Ok nào, bây giờ mình bắt đầu học nha, nãy giờ nói dốc nhiều thì thôi đi á. Bây giờ bắt đầu học nha. Hôm nay mình học gì các anh chị? Mình đang học cách thì phải không? Right. We have learned the tenses so far. Phải không? Mình đang học cách thì. Mình học thì present rồi nè. Past rồi luôn phải không các anh chị? I remember the last time we stopped on the past, phải không? Past perfect progressive. I remember that. Cái thì cuối cùng mình học đó là thì past perfect continuous. Phải không các anh chị? Nghĩa là mình đã xong hai cái thì hiện tại quá khứ rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình qua thì tương lai, right? The future tense. Okay, let me open the text first. Đồng ý hôm nay các anh chị phải không? Hả?
miss anything? Being thì là mà. That's right, being. Being one thì being có thể dịch như thế nào? Being one, tùy theo cái one. What do you mean one here? Tùy theo cái one mình muốn ám chỉ cái nào? Cái one không phải là số 1 không nha các anh chị. If we talk about the number one, it's number one, right? Nhưng mà one có thể là những cái điều khác nữa. One cũng có thể là người ta, hay là one cũng có thể là cuốn tập, hay là one cũng có thể là bất cứ cái gì mà mình đang mention. Ví dụ như là I don't, không biết. He become many. Như cánh nhọn bay đó, phải cho Tiểu My nguyên một câu mới được. He become many what? Being one, he become many what? Okay, let's start. Hôm nay mình sẽ qua cái thì future. The charming girl out there to me is being one. One of the best. Yeah, còn ho quá. Đã bớt rồi đó. Trời ơi, mấy ngày lễ tụi mình nằm luôn đó các anh chị. Vừa sốt, vừa khan tiếng, đổi giọng, đổi thành giọng đàn ông biết không? Rồi ho, rồi sổ mũi, rồi nóng. Oh my god, đủ thứ hết trơn. Cái mùa đông này bên này á, là đủ thứ bệnh hết. Mà năm nay hình như là cái virus nó rất là mạnh đó. Các anh chị chỉ cần đi ra ngoài đường là các anh chị bệnh rồi. Tại ai cũng bệnh rồi, họ thở ra không khí phải là khá là dễ. Đi ra ngoài đường là bệnh liền. Nghĩ gì? Lễ, trời ơi, Christmas phải đi shopping cả mấy ngày trời, trời lạnh phải đi shopping cả mấy ngày trời luôn, không bệnh cũng uổng. Lễ càng bệnh dữ nữa. Lễ cái sao mình đâu có phải ở nhà đâu, lễ mình phải đi chơi, mình phải đi qua nhà người này người kia ăn uống. Còn bệnh dữ, đi ra ngoài là bệnh nè, đi ra ngoài là bệnh. Có chứ. Rồi bây giờ bắt đầu nha, thôi không nói dốc nữa, bây giờ nói thiệt. Bây giờ nói thiệt nè, giờ bắt đầu nói thiệt về thì future nè. Khi mà mình nói future là mình nghĩ về tomorrow, that's right, phải không các anh chị? Future means tomorrow. When the activity you describe isn't happening right now, nó có nghĩa là present tense, and didn't happen yesterday, this means past tense. Perhaps it will take place tomorrow, future tense, which is expressing an action that will take place in the future, or is used for action that will occur at the future time. Khi mà mình nói một cái hành động nó không có diễn tả ngay lúc này là cái hiện tại, hay là nó đã không có diễn tả cái hành động đó ở quá khứ, nghĩa là past tense, hoặc có thể nó sẽ nói take place là thay thế cho ngày mai, có thể nó nói gì ngày mai, đó là future tense, right? Hoặc là cái hành động đó nó sẽ xảy ra ở tương lai, diễn ra và diễn ra, khá như vậy. Cho thí dụ, nghĩa là nhớ nha các anh chị, có ba cái thì: hiện tại, quá khứ, tương lai. Đặc biệt cái quá khứ với tương lai thì mình không có mess up được. Quá khứ là nó nằm hẳn ở quá khứ,
Mình chỉ kể lại thôi chứ cái sự việc đó nó không còn xảy ra nữa. Không còn xảy ra nữa. Tương lai là nói cái sự việc nó chưa có xảy ra, nó chỉ sẽ xảy ra for sure, hoặc là perhaps thôi, có thể xảy ra thôi, hoặc là sẽ xảy ra thôi. Chứ nó không có xảy ra ở quá khứ hay là hiện tại bây giờ. Trong khi đó hiện tại đó, khi mà mình dùng cái thì hiện tại, mình có thể mình dùng nó ở trong cái thì future cũng được. Còn quá khứ là bắt buộc phải dùng thì quá khứ. Còn nếu sự việc xảy ra ở tương lai, bắt buộc phải dùng cái thì tương lai. Thế. Còn hiện tại có thể mình nó lây qua cái tương lai cũng được. Và nó lây qua cái quá khứ cũng có, nghĩa là hiện tại thì mình có thể mình nói gì quá khứ hoặc mình nói về tương lai, mình có thể dùng thì hiện tại cũng được, không sao hết. Thêm cái này mình đã học rồi. Ok, let me give me example for the future tense. Next summer, I will work as a lifeguard. Để mình biết các anh chị đã học rồi. Nhưng mà các anh chị đừng có đặt câu hỏi những cái gì mà tụi mình chưa có mention lên, chưa có nói lên. Đợi đến cuối bài khi mà tụi mình nói ồ, bài học hôm nay hết rồi, tới đây chấm dứt. Thì nếu mà tụi mình có thiếu sót, có miss anything, thì lúc đó các anh chị mention lên. Nếu mà khi mà tụi mình nói bài học hôm nay chấm dứt rồi, mà có những điều mà các anh chị học mà Tiểu My không có nói tới thì các anh chị có quyền đặt câu hỏi. Còn trong khi mà Tiểu My đang chia sẻ thì các anh chị đừng có hỏi trước những gì mà Tiểu My chưa có nói đến. Thế, tại cái bài của Tiểu My nó rất là đầy đủ. Không, Tiểu My soạn đến hơn 20 cuốn sách, thành ra nó không có thiếu sót cái gì mà của các anh chị học đâu. Thế, đồng ý không nào? Okay, another example. He will call her on the phone. Thì các anh chị thấy hai cái sự việc này nó chưa có xảy ra. Okay. Next summer, mùa hè kế, tôi sẽ là người cứu đắm. Tôi sẽ là người mà lifeguard là những cái người mà họ ngồi ở trên cái ghế cao thiệt là cao ở ngoài cái hồ tắm hoặc là ở ngoài cái bãi biển, đó là lifeguard, những người mà chuyên môn cứu cứu đó, cấp cứu cứu hộ đó, thấy như vậy. Cậu ta sẽ gọi cho cô ta. Câu này mình dịch đơn giản, gọi đây có nghĩa là gọi điện thoại đó. Okay. Nhưng mà chưa gọi và mùa hè chưa tới, thấy như vậy, ngày chỉ xảy ra ở tương lai thôi. Or we can turn to variety of verb combination. Hay là một thí dụ khác, mình có thể mình dùng cái này, mình gọi nó là verb phrase hay là verb combination. Combination nghĩa là cái gì mà nó tổng hợp, nó có nhiều cái yếu tố ở trong đó. Thí dụ như các anh chị nói, oh, I would like to order a combination meal. Thì có nghĩa là mình muốn kêu một cái món đó, một món mà ở trong đó nó có nhiều món. Thí dụ nói combination rice, có nhiều cái nhà hàng nó có cái món đó, combination rice là gì? Nên là cơm nè, rồi xá xíu nè, rồi vịt quay nè, rồi heo quay nè. Okay. Nó có ba cái món ăn với cơm, gọi là combination. Combination là nó tổng hợp nhiều cái yếu tố. Thì cái câu này, the game is about to be broadcast. Có nghĩa là cái is about to, đó là một cái combination verb. Đây là một cái động từ, nó có ba chữ ở trong đó. Is about to cũng có nghĩa là sẽ luôn. Okay. Sẽ luôn. Nghĩa là sắp sửa. Right. Thành ra cái này nó cũng chưa có xảy ra.
game is going to be broadcast. Cái này cũng dịch là sẽ luôn hay là sắp sửa. Phải không? Sắp sửa. Thì cái is going to cũng gọi là combination verb. And that coi theo cái thí dụ thì các anh chị thấy mình có cái thì tương lai mình có ba cái động từ, right? Will, is about to and is going to. Ok, đó là definition. Các anh chị hiểu tương lai là gì rồi phải không? Bây giờ mình qua cái phần forming. Forming có nghĩa là công thức cách thành lập cái thì này. In most American writing, use will to form all future tense for all persons. First, second and third. Thường thường mình nói về tương lai, hầu hết là mình dùng chữ will. Okay, hầu hết là mình dùng chữ will cho tất cả các ngôi luôn. Ở đây person mình dịch là ngôi, okay, cho tất cả các ngôi luôn. Ngôi thứ nhất là I, we. Ngôi thứ hai là you. Ngôi thứ ba là he, she, it and they. Okay, I will, you will, he will, she will. Khái như vậy cho tất cả các ngôi luôn. Oh, tại sao không post ra được? Sometimes I need to wash out my. Yeah, I, we will rain. Ngôi thứ nhất. You will rain. Ngôi thứ hai. He, she, it and they will rain. Ngôi thứ ba. Số ít và số nhiều. Phải không các anh chị? Okay, let's read this one. Cái này quan trọng, câu này hay nè. If you live in England or other British country and you wish to speak British English, or if you want to produce a highly formal tone, then you should use shall to form the future tense in the first person. Thus, I shall write the book. Singular, or we shall write the book, plural. Nếu mà bạn sống ở trong nước Anh hoặc là một cái quốc gia British là cũng là của người Anh đó các anh chị, và bạn muốn nói cái tiếng Anh của cái tiếng Anh của người Anh đó, right? Hoặc là nếu mà bạn muốn highly formal tone, cái này chị mình không biết dịch làm sao. Và nếu mà bạn muốn nói một cái giọng điệu mà nó highly formal formal tone là nói gì sao các anh chị, làm sao thì bạn thường thường một cái giọng điệu mà lịch sử, okay? Highly formal tone nghĩa là lịch sử đó. Thì thường thường đó, người Anh đó, họ dùng cái chữ shall cho ngôi thứ nhất. Okay. Ví dụ như I shall hay là we shall. Okay, let's continue. But, cái gì nó cũng có chữ but. But with only minor exception, will has become the universal word to express futurity, regardless of whether the subject is in the first, second, or third person. Shall is now smartly restricted. Restricted có nghĩa là gì? Nhưng mà có những cái trường hợp ngoại lệ rất là ít. Ok,
Okay. Only minor exception nghĩa là những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà những cái trường hợp này nó xảy ra rất là ít. Thì chữ will đó trở thành cái chữ mà bây giờ mọi người đều đều dùng để diễn tả cho cái tương lai. Okay. Không cần biết cái chủ từ của nó là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai hay là ngôi thứ ba. Okay. Câu này nó nói như vậy. Nghĩa là bây giờ không còn ai dùng chữ shall cho ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai nữa, mà người ta dùng thay thế vào chữ will. Người Anh á, thường thường họ dùng chữ shall cho, khi họ nói I thì họ nói I shall, chứ họ không có nói I will. Nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Ok rồi, câu này. Nhưng mà từ từ nha. Thường thường bây giờ là họ dùng chữ will. The distinction between will and shall is no longer observed by most people. The two verbs can be used interchangeably for the simple future tense in the first person. However, in some cases, such as when asking for permission or consent, shall is the only form used. Nghĩa là gì? Cái sự khác biệt giữa chữ will với chữ shall đó, thì bây giờ nó không còn người ta không còn dùng nữa. Nghĩa là không còn ai để ý khi nào dùng will, khi nào dùng shall nữa. Đại khái như vậy. No longer observed là như vậy. Không còn ai để ý nữa. Hai cái động từ này có thể đổi với nhau, okay, cho cái thì tương lai, đối với ngôi thứ nhất là I hay là we. Tuy nhiên có một vài cái trường hợp khi mà mình nói về cái sự cho phép, hay là mình nói về một cái sự consent là gì các anh chị, cái sự không bằng lòng phải không? Thì shall, khi khi đó mình mới dùng chữ shall cho ngôi thứ nhất. Các anh chị thấy cái điểm khác không? Người Anh á, hồi xưa họ thường dùng chữ shall, okay, để nói lịch sự, nhưng mà bây giờ họ không còn phân biệt shall hay là we nữa. Chỉ có những cái trường hợp đặc biệt họ mới dùng chữ shall cho ngôi thứ nhất hay mới dùng chữ shall mà thôi, đại khái vậy. Để nói về một cái yêu cầu, hay là một cái gì đó, I don't know. Em cái chỉ việc đi. Shall I go to the movie? Shall I go to the movie? Shall I put the box here? Tôi có được phép đi coi hát hay không? Thấy như vậy. Cái này không phải nói là một cái giọng điệu bình thường nha các anh chị. Không phải nha, cái này là một cái lời yêu cầu. Ok. Hay là tôi có thể để cái hộp ở đây không? Thấy như vậy. Và một cái lời yêu cầu, một cái xin phép. Khi mà tiếng Mỹ post ra đó, các anh chị nên copy and paste, ok? Để làm cái một cái bài riêng cho các anh chị, tiếng Mỹ không có mai. Các anh chị ăn cắp bài của tiếng Mỹ không có mai, ok? As long as you study good. Nói chơi.
you, right? Mà cô dùng cái chữ will. Okay, later on. Tiếp tục sau đó, cô em sẽ nói với kể lại với một người bạn về cái câu chuyện này. Okay, cô em sẽ nói. Later, and telling a friend about this plan, and she will say. Hay là she going to say it. Cô em sẽ nói là yes. Cô ta sẽ kể lại với một người khác. Tom is taking me to the opera tonight. He's calling for me at 7. Anh chị thấy rõ ràng không? Ở đây cổ không có dùng cái thì will nữa. Cổ không có nói là Tom will call, I mean Tom will take me to the opera tonight. Hay là he will call for me at 7. Mà cô em cổ dùng cái thì present continuous. Ok rồi. Thế anh chị nắm vững rồi chứ gì phải không? Khi nào mình dùng chữ will and khi nào mình dùng cái thì present tense, phải không? Không được dùng sai nha. Any question? Bây giờ mình qua một cái thì khác cũng về future luôn. Note thêm nữa. The be going to form could replace the present continuous above. Ok. Có nghĩa là mình chào các anh chị mới vào, chào hãy anh. Có nghĩa là mình có thể mình thay thế thế cái thì mà present tense bằng bằng cái be going to cũng được. Not from North, so I don't say tiểu mi cô lương. I'm from South. Okay, the be going from hay là be going to and the nó cũng diễn tả một cái hành động ở tương lai. Các anh chị thí dụ giờ mình nói cái công thức nó trước đi. I'm going to buy. Hay là you, we, they are going to buy. Hay là he, she is going to Đây là buy. cái form, cái công cái thức của form, nó đó. cái công thức của nó đó. Động từ to be với chữ going to với cái động từ thường, cái động từ infinitive. Okay. Be going to buy. Ok, cái định nghĩa này nó rất là dài. Let me cut it off then. Oh, cái này không có thể nào mà copy nó được. Let me close this one first. Cái con chuột của tụi mình nó không có read nữa. Yes. Be going to form used for intention. Đặc biệt nói về cái nhấn mạnh, nói về cái sự quyết định. Expresses the subject intention to perform a certain future action. And this intention is always premeditated and there is usually also the idea that some
Preparation for the action has already been made. Thì cái be going to nó cũng giống như là cái present continuous hay là present tense. Nó diễn tả một cái hành động, nó vừa có cái plan ở trong, vừa có cái intention ở trong đó, vừa có cái preparation ở trong đó luôn. Các anh chị thấy cái be going to để cho thí dụ trước đi rồi một hồi chuẩn bị sẽ phân biệt cho các anh chị. Nghĩa là cái be going to với cái present tense nó gần giống nhau. Ok, nó gần giống nhau. I'm hay là I am meeting Tom at the station at 6. Hay là I'm going to meet Tom at the station at 6. Hai câu này nó gần giống nhau. Anyway, hay là however. Theo các anh chị nghĩ, cái câu này nó có cái tính cách là quyết liệt hơn, theo các anh chị nghĩ. Cái thì nào nó có cái tính cách quyết liệt hơn? Yes, câu thứ hai. Ok, câu thứ hai. Tại sao như vậy? Tại vì câu thứ nhất khi mà các anh chị nói thì bắt buộc nó phải có cái thời điểm vô thì mới có tính cách quyết liệt. Còn câu thứ hai không cần cái thời điểm, nó cũng có cái tính cách quyết liệt, nghĩa là for sure. Khi mà các anh chị nói là I am meeting hay là I meet Tom at 6. Ok, thì bắt buộc các anh chị phải để cái thời điểm vô và cái thời điểm nó phải là rất là gần. Trong khi đó các anh chị dùng cái I'm going to meet không cần để thời điểm, nhưng mà cái sự việc này nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Có thể là thời điểm gần, cũng có thể là thời điểm xa. Ok, có thể Tiểu My nói thì anh chị chưa hiểu. Giờ Tiểu My cho các anh chị câu này nha. I will meet Tom. I will meet Tom. I am meeting Tom tonight. I am going to meet Tom. Thì ba câu này đó, cái câu thứ ba đó mình dùng cái be going to. Nó có cái tính cách là nó bắt buộc nó sẽ xảy ra. Phải không các anh chị? Còn cái câu thứ hai, nếu mà mình không để cái tonight vô thì sẽ làm cho người ta confused. Đồng ý không nè? Ví dụ bỏ cái chữ tonight đi thì các anh chị phải tưởng tượng cái người đó đang lái xe đi gặp Tom, hoặc là cái người đó đang đi bộ đi gặp Tom. Phải không? Nghĩa là đang đang làm cái gì đó đi tới gặp Tom. Nghĩa là cái sự việc nó đang xảy ra trước mặt của mình hay là do mình tưởng tượng cũng được. Right? Còn cái câu thứ nhất đó nghĩa là chỉ cái sự việc mới vừa quyết định thôi, mới vừa giọt miệng nói thôi, chứ chưa chắc xảy ra. Ok, bởi vì maybe later mình busy, mình không có gặp Tom được, là cái câu thứ nhất. Còn cái câu thứ ba thì mình đã có kế hoạch rồi, còn gặp lúc nào không cần biết, nhưng mà mình đã quyết định mình sẽ đi gặp Tom. Có thể 5 giờ, có thể 6 giờ, có thể tonight, có thể tomorrow. Các anh chị hiểu rồi phải không? Có, nghe mà. Trần Vũ, ok. Cái chữ will đó cho ngôi thứ nhất
có tính cách bắt buộc chỉ khi nào gặp những cái trường hợp bắt buộc. Còn bình thường mình chỉ nói bình thường thôi, mình không có những gặp những cái trường hợp bắt buộc mình nên raise cái voice, mình nên lên giọng cho người ta biết là mình muốn làm cái chuyện đó rất là serious. Trần Vũ hiểu Tiểu My chỗ này không? Hiểu không? Có thể là bắt buộc, có thể là không bắt buộc, tùy theo cái giọng điệu của mình nói thôi. Right, thí dụ mình nói I will go to see her. Nói bình thường thôi. Chưa chắc thì mình sẽ đi gặp cô ta, mình chỉ giọt miệng mình thôi. Khi mà mình nói I will go to see her. Đó là có vẻ như là giận rồi đó. Okay. Bắt buộc phải đi gặp cô ta. Okay. Và một cái là capital lies, lies chữ gì nha, còn một cái là không có. Các anh chị hiểu rồi phải không? Mặc dầu đây mình capital nhưng mà lúc mình nói mình đâu có viết ra làm sao người ta biết mình capital hay là lowercase đâu, phải không? Nên mình phải raise cái voice của mình. Nợ đòi giấu điện thoại. Nợ đòi phải giấu điện thoại. Các anh chị hiểu rồi phải không? Anyway, that's a good question. Ở đây Tiểu My, cái chuyện đó xưa rồi, cũ rồi, Trần Vũ quên rồi, bắt Tiểu My nhắc lại. Nhưng mà Tiểu My đang nói về các anh chị cái difference between three kind of verb used for the future tense. Khi nào mình dùng chữ will, khi nào mình dùng cái present tense, or khi nào mình dùng cái be going to. Nhưng chị biết cách dùng chưa? Biết cách dùng ba cái thì đó chưa? Nhưng mà hai cái thì này á, ok, hai cái thì này nó rất là hay. Hay cái chỗ nào? Hai cái này nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Hồi nãy chị mình nhắc rồi, cái lý do thứ nhất khác nhau đó là nếu mà mình dùng cái present tense mình bắt buộc phải để cái thời điểm vô. Còn nếu mà mình dùng cái be going to mình không cần để cái thời điểm vô. Nhưng mà cả hai cái câu chuyện này nó đã sắp xếp rồi và mình muốn làm cái chuyện này. Khác nhau đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là các anh chị phải hiểu là cái câu thứ nhất đó là cái gì đó, cái term nó không có surprise. Nhiều khi nó không có surprise, mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái câu thứ hai nhiều khi term nó surprise. May get a surprise, might get a surprise. Có nghĩa là câu thứ nhất mình cũng hẹn hò với term, I see, biết trước. Câu thứ hai mình cũng biết trước là mình nó không có để cái thời điểm vô phải không các anh chị? Right. Nhưng mà cái câu thứ hai đó mình tới bất chợt. Tại vì nó không có cái thời điểm. Trường hợp mình để thời điểm vô là term nó không có surprise. Nhưng mà câu thứ hai mình có quyền không để thời điểm vô. Nhưng mà nó cũng diễn tả một cái hành động là mình muốn làm cái chuyện này, mình đã sắp đặt với term rồi. Nhưng mà mình tới bất ngờ làm cho Thơm nó giật mình, mặc dù Thơm nó biết trước mình hẹn với Thơm gặp rồi nhưng mà đâu nói là gặp mấy giờ đâu, phải không các anh chị? Thành ra câu thứ hai Thơm nó có thể nó bị ngạc nhiên, thế mặc dù hẹn trước nhưng mà không có nói mấy giờ đấy. Thì câu nào cũng chắc chắn nó no. Câu thứ nhất nó chắc chắn hơn là tại nó chắc chắn là tại nó để cái thời điểm chứ không phải là nó chắc chắn hơn. Câu nào cũng chắc chắn hết trơn, nó không có câu nào hơn câu nào hết trơn. Cái ý của Tiểu My nói ở đây, cái the main point ở đây là the first one it doesn't make term surprise but the second one for sure. Ok. Câu thứ nhất thì nó rõ ràng hơn, đúng, phải nói là rõ ràng hơn chứ không phải là chắc chắn hơn. Nhưng mà câu thứ nhất term nó không có surprise.
tại vì hai người hẹn nhau lúc 6 giờ rồi. Nhưng mà câu thứ hai mình có quyền không để thời điểm vô. Thành ra mình có thể mình tới lúc mà Thơm nó đang ngủ, nửa đêm ngủ, mình hẹn trước, mình đâu có nói nó mấy giờ đâu. Mình chơi nó đợi nó đang ngủ à, midnight mình lại mình gõ cửa cho nó chết lại là khá như vậy. Anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Say yes đi. Ok, đó thì mình muốn mention cái vấn đề nó ra như vậy. Ok nào. Ok câu này nha. Câu này các anh chị hiểu thế nào? When we wish to emphasize the subject intention with the time clause, thì mình sẽ dùng cái be going to. Mình đang nói về cái be going to. Cho các anh chị hai câu nha. Câu này and câu này he is he's he's going to be he's become a dentist next year hay là next next week đi cho càng gần càng tốt đi. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? He is going to be a dentist when he grows up. He becomes a dentist next week. Đã và chưa đã. Câu thứ nhất đã và câu thứ hai chưa đã. Thêm câu nữa là câu thứ ba đã đời luôn, right? Hai câu này có nghĩa là cái người này á, cậu ta đó đã quyết định là khi mà cậu ta lớn lên, cậu ta sẽ học sẽ trở thành một người nha sĩ. Đó không các anh chị? Và cái này nó emphasize, cậu ta muốn nhấn mạnh cái chuyện này. Ok, các anh chị thấy không, cậu ta nhất định, cái emphasize là nhất định đó, là nhấn mạnh là cậu ta muốn cái chuyện này so serious, là câu thứ nhất. Mặc dù chưa chắc gì cậu ta trở thành, nhưng mà tại cậu ta muốn, cậu ta emphasize cái chuyện này. Các anh chị hiểu điều này không? Right? Mặc dù chưa chắc gì nó xảy ra. Phải không? Nhưng mà tại cậu ta muốn nhấn mạnh cái điều này. Right? Rồi. Còn câu thứ hai đó, he becomes a dentist next week, mình sẽ dịch là cậu ta sẽ trở thành nha sĩ tuần tới, nghĩa là cậu ta ra trường tuần tới, đại khái như vậy. Thì câu thứ hai nó không có vẻ gì là nhấn mạnh hết trơn đó. Phải không các anh chị? Cái điều này nó chỉ là đương nhiên rồi, cậu ta không có cần emphasize, cậu ta cũng trở thành dentist. Yeah, mà khá như vậy. Mặc dù không có emphasize nhưng mà nó chắc chắn nó xảy ra. Right. Thành ra nó khác nhau chỗ nào nữa các anh chị? Một khi mà các anh chị muốn nhấn mạnh thì mình phải đặt nó ở trong cái time clause, cái định nghĩa nó nói rõ ràng mà, right?
nó nói rõ ràng mình phải đặt nó ở trong cái time clause. Clause là cái gì? Clause là một cái cụm từ, một cái nhóm chữ, nó có động từ ở trong đó, nó có chủ từ, nó có động từ, nó có tục từ. When he grows up. Còn nếu mà nó không có cái time clause thì mình chỉ mention cái thời điểm nó vô thôi, thì mình dùng cái thì hiện tại thôi, phải không? Cái câu này các anh chị nghĩ nó có chắc chắn không? He's going to lend me his bicycle. Có chắc chắn không? Có, phải không? Yeah, chắc chắn. Mặc dù mình không biết là khi nào cậu ta cho mình mượn chiếc xe đạp, mặc dù mình không biết, nhưng mà chắc chắn cậu ta sẽ cho mình mượn xe đạp, tại cậu ta đã nói rồi. Đấy. Rồi, các anh chị biết cách dùng ba cái thì đó, ba cái form rồi phải không? Will nè, going to be nè, going to nè, hay là present tense, right? Không có được confused. Tại có nhiều người cứ hỏi Tiểu My, cái be going to với chữ will khác nhau chỗ nào? Bây giờ Tiểu My nói khác nhau rồi đó, các anh chị hiểu rồi phải không? Mình học cho biết, nhưng mà khi mà mình diễn tả thì tùy mình thôi, ok? Mình muốn mình dùng thì làm sao để cho người ta hiểu mình muốn nói gì, right? Ok, câu này đúng không các anh chị? Hai cái câu này các anh chị nghĩ đúng không? I'm going to go to school. Hay là I'm going to come to her house. Đúng không? Văn phẩm không có gì sai hết trơn á. Nhưng mà khi mà các anh chị nói câu này, người ta nói các anh chị cà lăm. Văn phạm không có cái gì sai hết trơn á. Okay. Văn phạm không có cái gì sai hết trơn á. Nhưng mà các anh chị đừng nói ra người ta tưởng mình cà lăm. Okay. Cà lăm là gì các anh chị? Là lắp bắp, là lặp lại, phải không? Phải không? Right? Yeah. Là lắp bắp, là lặp lại, right? Ok, coi cái này. Note that it is not very useful to put the verb go and come into the be going to form. Instead, we generally use the present continuous tense. Nghĩa là các anh chị đừng có lặp lại cái động từ to go với động từ to come với cái form be going to. Okay. Thay vì các anh chị nói câu này, các anh chị nên dùng cái thì present continuous đặc biệt cho hai cái động từ này mà thôi, okay? Và mình không cần để cái thời điểm vô. Thay vì mình nói là I'm going to go to school, mình đừng nói vậy, mình chỉ nói là I'm going to school. Hay là I'm going to come to her house, thì mình chỉ cần nói là I'm coming to her house. Đừng có lặp lại cái động từ to go với cái động từ to come với cái be going to. Trong tiếng Anh mình nói chuyện, mình tránh cái trường hợp mình lặp đi lặp lại một cái chữ nào đó.
hay là một cái câu nào đó hay một cái phrase nào đó thế. Ok, the bee going to form. À, các anh chị coi câu này nha. Câu này cũng là cái định nghĩa này cũng là hồi nãy giờ tí mình nói các anh chị ba cái điểm chánh của bài hôm nay là cách phân biệt khi nào dùng will, khi nào dùng be going to and khi nào dùng cái present tense. And đó là ba điểm chánh, còn những cái vấn đề mà tí mình mention lên chỉ là phụ vô thôi. Nó cũng vòng vòng trong ba cái điểm chánh đó thôi. Thí dụ như trường hợp này. The be going to form can express the speaker feeling of suddenly. The time is usually not mentioned. The action is expected to happen in the near or immediately future. Nghĩa là gì? Khi mà mình dùng cái thể mà be going to đó để diễn tả cái cảm nghĩ của cái người đang nói một cách chắc chắn. Và cái thời điểm nó thường thường nó không có được mention lên. Nhưng mà mình phải hiểu rằng đó cái hành động này đó nó sẽ xảy ra ở cái tương lai gần hay là nó sẽ xảy ra liền ngay lập tức trong tương lai, không cần để thời điểm vô. Okay. Nhưng mà thường thường nó cũng giống như là cái present tense gì đó, mặc dù không để thời điểm nhưng mà mình phải biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra, phải không các anh chị? Và thường thường đó mình phải hiểu ngầm là nó sẽ xảy ra soon, nghĩa là không bao lâu nữa nó sẽ xảy ra, nghĩa là chắc chắn rồi. Right. Thí dụ đã hôm nó chỉ bổ túc thêm những cái điểm chánh mà nãy giờ chị mi mention cho các anh chị, phải không? Right. Nó cũng vòng vòng ở trong ba cái điểm chánh đó thôi. Look at those clouds, it's going to rain. Nhìn lên những cái đám mây kìa, trời nó sẽ mưa. Dĩ nhiên là đám mây nó đen thùi lùi á, nó xuống rất là thấp, thiếu điều muốn đụng cái đầu của mình luôn á, bảo đảm nó sẽ trút mưa xuống, phải không các anh chị? Right. Hay là câu này. How proud this girl is, I'm sure, hay là I'm afraid, hay là I think, I believe she's going to faint. Nhìn 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 xem kìa, cô ta đang how pale là gì các anh chị, cô ta đang mặt mày cô ta tái xanh hết trơn, tím ngắt rồi, tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ ngất xỉu. Nhợt nhạt, và nhìn có cái mặt của cô ta nhợt nhạt thì thôi đi. Thế okay. Okay, now next one. And I think that's it. Để coi có gì đặc biệt khác không? Okay, let's see. Ok, đặc biệt cho những cái động từ này. For you afterward today, future action will be ready by future state. Mấy cái này, mấy cái còn lại nó chỉ là bổ túc thêm thôi. I mean, chỉ add you thêm thôi chứ không có gì mới hết trơn á.
Như các anh chị coi hai câu này nha. Yeah, những cái phần còn lại là tiếng Anh chỉ có thí dụ bổ túc thêm thôi. He'll build a house. He's going to build a house. The future symbol can be used with or without a times expression. So be going is sometimes possible here also, but it makes the actions appear more probable and more immediate. Nghĩa là gì? Cái câu thứ nhất có nghĩa là the first one merely means this is my opinion. Okay, and give no idea when the building will start. But the second one implies that he has already made this decision and that he will probably start quite soon. Thấy không các anh chị? Câu thứ nhất là chỉ là một cái ý nghĩ của ông ta thôi, chứ chưa chắc gì ông ta làm. Và mình không có biết là khi nào ông ta bắt đầu sẽ build cái nhà đó. Nhưng mà câu thứ hai là ông ta đã có cái kế hoạch rồi và có thể là ông ta bắt tay làm việc liền. Right? Ok, thêm nữa nha. Cái chữ will ở đây, the future symbol is used similarly for future habitual actions, which we assume will take place. Có nghĩa là gì? Khi mà mình nói một cái sự việc mà nó xảy ra ở tương lai và nó thường xảy ra, okay? Nó là một cái thói quen hay là một cái sự thật á? Ở đây mình nói là một cái sự thật á, hay là một cái thói quen, nó là một cái thói quen nhiều hơn, thì mình nên dùng chữ will. Ok, mình nên dùng chữ will. Thí dụ như câu này: people will make plans. Thấy không các anh chị? Đây là một cái facts. Ok, mình không có nói là cái sự việc này nó có intention hay là nó có cái plan hay không. Mình chỉ mention là một cái habitual hay là một cái fact. Nghĩa là mình nói khơi khơi đó. Và cái điều này nó là một cái sự việc, nó là một cái dữ kiện. Ok. Đấy, cái chị hiểu điều này rồi phải không? Hay là câu này: all the men will climb this stair and sit at my desk. Cái này không có plan mà cũng không có intention gì hết trơn. Đây là một cái sự việc nó thường xảy ra. Thấy không các anh chị? Nó thường xảy ra. Right? Thành ra mình dùng cái chữ will. Đây là một trường hợp nữa để mình dùng chữ will. Nãy giờ mình mention về cái be going to and present tense nhiều rồi. Bây giờ mình trở lại cái chữ will. The future symbol is used in sentences containing clauses of condition, hay là time and sometime purpose. Mình sẽ có cái bài về conditional cho các anh chị, điều kiện cách đó. Giờ tạm thời mình chỉ biết if I drop this glass, it will break. Đây là điều kiện, cái câu điều kiện. And đây là time clause. When it gets warmer, the snow. When it gets warmer, the snow will start to melt. Ok,
Khi mà thời tiết trở nên ấm hơn thì tuyết nó sẽ bắt đầu tan. Đấy. Đây là mình chỉ sử dụng ở trong câu điều kiện thôi nha các anh chị, hoặc là cái time. Nghĩa là mình sử dụng ở trong những cái clause về điều kiện hay về cái thời điểm hay là cái mục đích cũng được. Ok. Ví dụ câu này. Mình sẽ dùng chữ will. I'm putting the letter on top of the pile so that he'll read it first. Tôi sẽ để cái thơ này ở trên cái chồng gì đó, chồng báo hay chồng thơ gì đó, để tôi có thể đọc nó trước nhất. Chắc chồng thơ quá, thấy như vậy. And một một cách để mình dùng chữ chữ will nữa. The future symbol is used là chữ will đó, chiefly in newspapers and new broadcasts for formal announcement of future plans and for weather forecast. Nghĩa là gì các anh chị? Trong những cái bài báo hay là trong những cái tin tức về thời tiết đồ này kia đó, hay là trong những cái điều mà announcement nghĩa là nói về thời tiết hay là đó thường thường á, hay là trong những cái bài báo thì họ dùng chữ will hơn là họ dùng cái present tense hay là be going to. The president will open the new heliport tomorrow. Và cái dự báo. Các anh chị thấy trong những cái bài báo không có ai mà báo chí người ta không bao giờ dùng cái is going, be going to hết trơn hay là present tense hết trơn mà họ dùng chữ will. The fog will persist in all areas. Đó là viết xuống đó, nhưng mà nói chuyện đó thì họ phải dùng cho đúng cái thì. Ok. Khi mà mình nói ra đó, ok, say đó, thì mình phải nói là the prison is going to open hay là is opening the new heliport tomorrow. Cái như vậy. Viết xuống thì dùng chữ will mà nói ra thì dùng cái be going to. Tại cái sự việc này nó đã blend rồi, phải không các anh chị? Nó đã blend là nó có cái intention ở trong đó rồi. Ok, coi còn cái điểm nào nó khác nữa. And I think that's it. Khi để tìm đi tìm cái còn cái gì khác nữa. Ok, hết rồi, hết. Cái này chỉ là những cái câu thí dụ mà Kiều My đã mention rồi, giờ cứ lặp lại hoài các anh chị sẽ chán. Ok, present and present continuous. Bây giờ cái Kiều My summary cho các anh chị nha. Ok. Giờ thì mình tóm tắt cho các anh chị nha. What time is it now? It's 9:37.
Cái bài học hôm nay mình sẽ tóm lược trong ba cái điểm chính. Cách dùng thì future. Thứ nhất là mình dùng cái the present and present continuous expresses a definite arrangement in the near future. Okay. Thí dụ cái câu or be able to hả? Be able to là có thể. Okay, chứ đâu có phải là nó có thể thôi. Nó nói lên be able to là có thể. Ở trong này, để tìm mình check coi. Hồi nãy không có mention lên be able to hả? Be able to nó thế cho cái động từ can hay là may đó. Okay. Thì dùng y chang như là can hay là may đó. Okay. Giờ nói lại nè, cái mình dùng cái future mà mình dùng cho cái present tense hay là present continuous á, nó diễn tả một cái hành động mà nó có cái sự sắp đặt trước ở một cái thời điểm gần. Thí dụ cái câu Bob and Bill are meeting tonight at 6. Okay. Đó là điểm chánh thứ nhất. Cái thứ hai, cái be going to. Thì nó có cái intention and cái plan mà không cần để cái thời điểm vô. Có thể là gần cũng có thể là xa, nhưng mà cái nó cũng giống như cái present tense, nhưng mà mình không cần để thời điểm vô. Nhưng mà thường thường mình phải, khi mà mình nói cái be going to này thì trong đầu mình phải biết cái sự việc đó nó xảy ra càng gần càng tốt. Okay. Còn khi mà mình nói cái present tense đó, hay present continuous đó, thì mình nên để cái thời điểm vô. Anh chị phân biệt được hai cái cách dùng này phải không? Còn cái chữ will á, cái chữ will thì thường thường nó không có cái plan, nó chỉ có cái intention mà thôi. Will với là infinitive, thí dụ I will go, I will say, I will think, I will eat, I will play, đại khái như vậy. Thì nó chỉ có cái intention ngay cái lúc mà mình đang nói thôi. Ví dụ the phone, điện thoại nó đang reng thì mình sẽ nói I'll answer it. Mình không có nói là I'm going to answer it. Hay là mình không có nói là I answer it. Các anh chị hiểu rồi phải không? Mình phải dùng chữ will ở đây bắt buộc. Mình không có nói là I answer it. Ngoài ra đó, nó diễn tả một cái hành động theo thói quen nữa. Okay. Habitual. Mến chào các anh chị mới dọn. Thí dụ, all the men will climb the stair and sit at my desk. Đây là cái sự việc nó thường xảy ra. Okay. Những cái người đàn ông nó thường thường trèo lên cầu thang ngồi trên cái bàn tôi hoài à. Right. Mình sẽ nói cái sự việc nó sẽ xảy ra như vậy đó. Nên mình dùng chữ will. Theo thói quen. Right. Hay là những cái điều mà mình tiên đoán là nó sẽ xảy ra giống như là một cái fact vậy đó. Okay. Thì mình cũng dùng cái chữ will. Hay là I think là mình tiên đoán phải không? Mình nghĩ là nó sẽ xảy ra, mình nghĩ thôi. Hay là mình tin tưởng như vậy. That it will happen. The lift will break down. Tại mình nghe nó cái cầu cái thang máy, cái cầu thang nó kêu cọt kẹt rồi á, ghê thì thôi á, thế nào nó cũng gãy thôi. Nên mình nói cái câu này ra will, mình không có nói là the lift is going to break down hay là the lift is breaking down, mình không có nói như vậy, mà mình phải dùng chữ will. Right. And that's it. Ok, mình còn 15 minutes. Để Jimmy thử các anh chị thử nha, mình làm bài tập thử coi nãy giờ các anh chị ghép được bao nhiêu. Hiểu không nào?
Hiểu không? Khi làm thử nha, mình có 15 phút. Ngày mai mình sẽ làm nhiều hơn, ok? Let's see, where is that? Cho Tiểu My biết các anh chị sẽ dùng cái form nào ở đây, will hay là present tense hay là present continuous hay là be going to. Cái bánh ở đằng kia kìa, bánh để ở đằng kia kìa. Những đứa trẻ nó sẽ ăn cái bánh đó đó. Dùng chữ gì? The children is going to eat. Hay là the children is eating. Hay là the children will eat. Đó, confused rồi đó. Ok, will đúng rồi đó. Mà tại sao dùng will ở đây? Phải biết trả lời nữa nha. Okay. Học viết tiếng Mi các anh chị phải biết trả lời, phải biết lý do tại sao mình mới nắm vững được. Tại sao ở đây mình dùng chữ will ở đây? Yeah, tại vì mình đang think, okay. Không phải không cần, mà mình đoán như vậy thôi. Đâu có thấy cái gì mà chắc chắn đâu. Và nó đâu có cái thời điểm đâu, phải không? Phải không các anh chị? Mình chỉ đoán thôi, right? Thành ra đây hồi nãy thì mới nói rồi, dùng chữ will khi mà mình guess hay là cái opinion hay là cái belief của mình, prediction đó, gọi là prediction đó, mình đoán thôi. Mình nghĩ là nó như vậy đó. Ok, câu này nha. Giờ các anh chị làm nhanh nha. Mình áp dụng công thức trước đi cho nó dễ đi. The symbol future with will. Ok. Nghĩa là mình dùng will thôi, ok, không cần dùng cái form khác. Đấy, cái này cho các anh chị đang còn yếu đó, chưa có nắm vững đó. They not come tonight. Dùng will thôi, các anh chị coi dùng đúng không? Yeah, they will not come. Nhớ nha, chữ will, right? Chữ not là chữ come. Ok, câu này. Nhanh nha các anh chị. Mình chỉ áp dụng công thức thôi rồi ngày mai mình mới làm bài tập. Thật sự. Play with football boys. Yeah, will we? Hay là shall we cũng được. Okay, shall we cũng được. Shall we play football? Right? Câu này. When do you think she leave? Oh, câu này. When will, right? When will. Không phải when do nha các anh chị. When will. When do you think she will leave? When do you think she will leave? Chữ will để đâu? Chữ will để đâu?
Bạn nghĩ cô ta sẽ rời khi nào? Phải không? Bạn nghĩ cô ta sẽ rời khi nào? Phải không các anh chị? Nói là when will you think là sai. When will you think với lại when do you think nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Hai câu này nó khác nhau chỗ nào? Câu của heo trắng các anh chị coi nè, câu này của heo trắng nè. Có ai nói câu này không? Nè, câu này của bài học nè. Đâu có ai nói. Cái câu của heo trắng dịch là như vậy nè. Khi nào bạn sẽ nghĩ là cô ta rời? Phải không? Nghĩ còn hỏi khi nào sẽ nghĩ nữa. Đồng ý không heo trắng? Phải không? Nghĩ thì nghĩ rồi, còn hỏi khi nào bạn sẽ nghĩ? Phải không? Tiếng Việt mình có nói như vậy, Mỹ không có nói như vậy. Nghĩ là nghĩ liền. When do you think? Right? Ok, next one. Do you think they come tomorrow? Tại sao mình không nói là do you think will they come tomorrow? Câu này đúng không các anh chị? Do you think will they come tomorrow? Câu này đúng không? Tại sao không đúng? Tại sao không đúng? Các anh chị phải biết tại sao nữa nha. That's right. Rồi sao nữa? Phải nói tiếp. Tại vì đó, nếu mà mình đặt câu hỏi một lần nữa trong một câu là mình có cái khuynh hướng lặp lại. Phải không các anh chị? Tiếng Anh không có lặp lại. Right? Tiếng Anh không có lặp lại là cà lăm. Phải không? Yeah, người ta tưởng mình cà lăm. Cái lý do thứ hai đó là do you think? Think what? Phải không? Bạn nghĩ cái gì? Phải không? Câu hỏi là do you think? Do you think what? Phải không? Mình trả lời. Bạn nghĩ, nghĩ cái gì? Phải không? Thành ra cái chữ what ở đây mình phải thay thế nó bằng một cái mệnh đề hay là một cái danh từ. Một cái noun sẽ là một cái noun clause. Các anh chị đồng ý không nào? Mà nói về cái clause á, thì không bao giờ nó là cái interrogative sentence. Mà nó phải là affirmative sentence. Sau một cái mệnh đề, cái mình gọi nó là cái object đó, cái túc từ đó, sau một cái động từ thường thường nó là túc từ, và cái túc từ thường thường nó sẽ là cái danh từ, phải không các anh chị? Túc từ thường thường là danh từ hay là đại danh từ hay là một cái noun clause là mệnh đề danh từ,
Nghĩa là một cái mệnh đề mà nó đóng, nó function as a noun. Hay là một cái affirmative sentence. Affirmative sentence có nghĩa là một cái câu mà xác định, okay, một cái mệnh đề xác định, chứ không phải là một cái mệnh đề câu hỏi. Các anh chị hiểu thì mình nói phải không? Nghĩa là sau cái động từ to think á, thì nó phải là cái danh từ, hay là một cái noun clause, hay là một cái affirmative sentence mà nó function as a noun. Anh chị không nghe hả? Không nghe hả? Các anh chị hiểu không? Hiểu thì mình nói không? Affirmative sentence có nghĩa là một câu xác định chứ không phải là một câu hỏi. Okay. Tại vì nếu mà mình đặt câu hỏi nữa thì nó lặp lại rồi. Đấy, nó có khuynh hướng lặp lại rồi. Thành ra nói câu này là sai. Okay. Nói câu này là sai, mình phải đặt nó thành một cái affirmative sentence. Thành ra mình phải đảo lộn nó lại. Do you think they will come tomorrow? Totally understood. Right? Rồi, cảm ơn các anh chị. Okay, now next one. How you go to town tomorrow? Tomorrow. Let me see this webcam. Có một cái chuyện về webcam các anh chị. Trong trong cái power talk này á, nhất là đàn bà con gái, các anh chị càng tránh chiếu webcam càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ mình chiếu webcam lên, ví dụ có nhiều người họ ghét mình, họ chụp cái webcam đó, họ copy cái webcam đó, rồi họ gắn ghép vô, họ cắt cắt ráp vô, rồi họ đem cái hình của mình qua cái room khác họ chiếu ra. Thí dụ như là họ ghét mình từ nào giờ. Okay. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Và những cái trường hợp đó các anh chị không có thể thưa kiện ai được hết trơn. Anh chị vô Paltalk các anh chị thưa là họ không có giải quyết. Tại vì chiếu webcam hay là cầm microphone lên cũng cũng vậy. Có nghĩa là khi mình làm hai cái chuyện này, có nghĩa là mình đồng ý ngầm là cho người ta chụp hình, copy hay là thâu đồ này kia đủ thứ hết trơn trong đó. Mình đồng ý những cái chuyện đó sẽ xảy ra cho mình đã đồng ý trước rồi, thành ra mình không có đi khiếu nại hay kiện thưa gì ai được hết trơn. Thế ngay cả khi mà các anh chị vô PM, các anh chị chiếu webcam đi nữa, ở trong net này không tin ai được hết trơn, ngoại trừ các anh chị đã gặp họ ở ngoài, là bạn thân của mình ở ngoài hay là người nhà của mình đồ này kia. Thành ra các anh chị có chiếu webcam trong PM cũng không sao, nhưng mà bạn mà mới quen đó, hay là giàu cho quen lâu đi nữa mà chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài, thì một ngày nào đó rủi các anh chị break, các anh chị nghỉ chơi nhau ra, các anh chị đâu có bảo đảm họ không lấy hình mình chiếu cho người khác coi, phải không? Đồng ý không nào? Thấy phải không các anh chị? Anh chị đừng có tưởng là mình chơi với họ 2-3 năm, rồi mình tưởng đâu là thân lắm đồ này kia, chưa chắc nha. Ngoại trừ khi nào mình gặp họ ở ngoài, mình đi học chung, mình gặp nhau hàng ngày, bạn thân của mình, thì họ họ không không thể nào mà họ làm chuyện đó được. Tại sao họ làm không được? Tại vì gặp họ hàng ngày, mình họ làm chuyện đó, mình đi kiếm họ, mình giết họ. Đồng ý hơn là thế, mình có thể mình đi kiếm họ được, mình trả thù phải không? Phải không? Còn trong net kiếm họ đâu giờ, phải không? Chịu thôi, ngồi đó khóc thôi, và mình dắt gậy mình đi quýnh họ, phải không? Đấy, anh nói tóm lại, trong net này không tin ai được hết trơn, giàu cho quen họ 2-3 năm cũng vậy, chưa chắc à. Quen đâu 9-10 năm đi, ồ có cái nick tím đẹp quá, cho mình mượn được không, xài 2-3 ngày được không? Thế siêu lòng đúng không, yếu lòng đưa họ, mới vừa đưa tiếng hộ sao mất tiêu cái nickname.
mất tiêu cái nickname, nó lấy nickname mình rồi, từ đó sao mình không còn thấy cái nick thiệt của nó đâu hết trơn. Khu kia khi làm bạn mình không được thì nó đi làm bạn khác, trong nét này thiếu gì người đẹp, ok đâu phải mình đẹp đâu, khi nó lấy cái nick của mình xong rồi nó đi kiếm người đẹp khác, chị đồng ý thôi nè hả, phải không? Anh nói một nói tóm lại không tin ai trong này hết trơn, ok mình chỉ tin bạn bè mình ở ngoài thật sự hay là bà con của mình, anh em của mình thôi, còn trong này là mình giao thiệp một cách rất là giới hạn, ok đừng có kể chuyện của mình cho ai nghe hết trơn, đừng kể chuyện của mình cho những cái người mà mình chưa bao giờ gặp mặt ở ở ngoài đời, ok tại vì học đâu có biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, ok móc ruột móc gan ra nói cho nó biết, phải không, vui vẻ kể tùm lum hết trơn á, lôi ra chuyện của mình kể tùm lum hết trơn, một ngày nào đó sau hai đứa nghỉ chơi nhau tự nhiên chuyện mình ai cũng biết hết trơn, đồng ý thôi nè, phải không các anh chị, phải không? Anh em mình giao thiệp giới hạn thôi, ok vô chào hỏi là bữa nay bạn khỏe hay không rồi này kia, chứ đừng có lôi chuyện của mình ra cho ai nghe hết trơn á, đừng nói chuyện gì của mình, không cần, ngoại trừ khi nào mà Tiểu My PM cho các anh chị nói ồ bữa nay ngày mai Tiểu My về Việt Nam đó, à em ở đâu vậy, mình gặp nhau đi ăn nha, ok thì được, chiếu web lúc đó chiếu webcam cho coi rồi để về Việt Nam gặp mặt rồi cái gì. Đồng ý thôi nè hả, đấy. Ok and that's it for today and I'll see you tomorrow then, ngày mai mình sẽ làm bài tập nhiều nha các anh chị, ok áp dụng khi nào mình dùng will, khi nào mình dùng be going to hay là khi nào mình dùng present tense, ok ngày mai nha, hẹn chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon, hẹn chúc các anh chị một năm mới được nhiều hạnh phúc, khang an, thịnh vượng, nhiều sức khỏe, tìm được người mình thương, khá như vậy. Okay, and that's it for today. I'll see you tomorrow. And nãy ai hỏi trong khi em gì Tiểu My quên rồi. Trời, nhiều khi em quá giờ. Cái giờ của Tiểu My là thứ hai, ba, tư, năm. Okay, hai ba thì học grammar, tư năm thì học basic English. Nghĩa là ai mới học tiếng Anh đầu trở lại đầu tiên thì học với Tiểu My, ok nói gì trở lại từ đầu không biết từ đầu là từ đầu là làm sao không biết. VPN ok ớt thả dùm cái VPN đi, tha cho một lần đi, ok trong room được trong giờ học các anh chị đừng chiếu webcam nha, ok từ sơ khai là từ sao, từ ABC hả, trời ơi nói từ đầu đó nó rất là nhiều, các anh chị có thể học từ vựng ngay từ đầu cũng được, hay là các anh chị có thể tiếng Anh nói từ đầu thì nói không được, muốn học từ đầu là mình phải bắt chước những cái gì mà người ta nói hoặc là những cái gì mà mình trong sách mình bắt chước đó là từ đầu thôi, em trong cái giờ thứ tư thứ năm là Tiểu My giúp các anh chị vấn đề này, ok chứ còn nói từ đầu Tiểu My không biết từ đầu là từ đầu là từ đâu là làm sao, right ok and that's it, gặp các anh chị ngày mai nha, and VPN nhớ đừng chiếu webcam nha. When will you take some picture or when you will? Okay, big boy, Tiếng Mi nói rồi. Mình muốn diễn tả để cho người ta hiểu làm sao thì mình dùng chữ will hay là chữ be going to hay là present tense tùy mình thôi. Chứ còn tự nhiên mà big boy mention là một cái câu như vậy Tiếng Mi không hiểu big boy muốn nói gì. When will you take some picture? Có nghĩa là B-boy muốn hỏi là cái sự việc này B-boy không có biết, phải không? Không có biết trước khi nào, không có cái plan, phải không? Không có cái plan, chỉ giọt miệng ra hỏi thôi.
thì nói cách này đúng, khi chỉ dột miệng ra hỏi thôi. Còn thí dụ mà B boy, Tiểu My hứa với B boy là Tiểu My sẽ chụp hình, thế thì lúc đó B boy không còn dùng chữ will nữa, mà B boy sẽ dùng chữ going to. When are you going to take some picture? B boy hiểu Tiểu My nói rồi phải không? Ví dụ như Tiểu My hứa với B boy là Tiểu My sẽ chụp hình, right? Thì mình sẽ dùng cái be going to. Còn Tiểu My chưa có hứa mà B boy muốn, chỉ muốn biết thôi, thì B boy sẽ dùng chữ will. Hỏi trật tự hả? B boy mới vô room phải không? B boy mới vô room phải không? Ok, khi mà đặt câu hỏi thì phải đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Khi mà đặt câu hỏi thì phải đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Và nếu trong câu nó đã có câu hỏi rồi thì mình cái mệnh đề sau phải là cái mệnh đề thường thôi, chứ không phải là cái mệnh đề để đặt câu hỏi. Vì tôi hiểu chị My rồi phải không? À, các anh chị biết cách đặt câu hỏi không vậy? Hả? No. I want to know. Ví dụ câu này nha. I want to know when you take a picture. Take some picture. Boy làm câu này cho chữ My đi. Tôi muốn biết khi nào mà bạn chụp hình, khi nào bạn chụp vài tấm hình. Yeah, when you will. Hay là when do you take? Hay là when will you take? No. Tôi muốn biết khi nào bạn chụp vài tấm hình. Cái này, cái mệnh đề chính là cái gì? Cái mệnh đề chính là cái gì các anh chị? Cái mệnh đề chính là cái gì? Hả? I want to know. No, cái mệnh đề chính là I want to know. Cái mệnh đề chính là mình muốn biết. Okay. Right. Cái mệnh đề chính nó có hai mệnh đề phải không các anh chị? Một là cái main clause, hai là cái time clause. Phải không? Nhà Tiểu My tách ra nè. Đấy. Nó hai mệnh đề. Một là cái main clause, là một cái mệnh đề chính, và một là cái time clause. Right. Thành ra đây là một câu. Thành ra Tiểu My nói là sau cái một cái động từ, mình trả lời với cái câu hỏi là what. I want to know what do you want to know? What you want to know? Well, you want to know what?
Thành ra để trả lời cho cái chữ what thì nó phải là một cái danh từ hay là một cái noun clause, một cái mệnh đề mà nó đóng vai trò làm danh từ, hay là một cái affirmative sentence, là một cái mệnh đề xác định. Thành ra ở đây á, mình không có được đặt cái mệnh đề ở phía sau làm câu hỏi. Mình không có nói là I want to know when do you take some picture. No, cái câu này không phải là một câu hỏi mà là chỉ là một cái câu mention cái vấn đề đó ra thôi. Thì các anh chị nói thẳng ra luôn. When do you take some picture? Hay là when will you take some picture? Hay là when are you going to take some pictures? Mà nó không có mệnh đề ở phía trước. Chỉ khi nào mình đặt nó ở trong một cái nó, mình gọi nó là gì? Direct speech. Speech thì mình có quyền mình đặt câu hỏi. Thí dụ như câu này. She won. She asked me when do take some picture. Hay là câu này, she asked me when anh chị hiểu phải không? Anh chị hiểu rồi phải không? Hai cái mệnh đề nó riêng ra. When I had chúng mình chưa có hiểu B-boy muốn nói gì. When will you take some picture? Thì đây là một câu hỏi đơn giản, mình phải đảo lộn cái trợ động từ. Nhưng mà phải đặt trong câu hỏi kìa. Đặt trong một cái câu kìa chứ nói như gì? Nghĩa là nếu mà nó là một cái mệnh đề độc lập thì mình phải đảo lộn cái trợ động từ. Right? Còn nếu mà nó là một cái mệnh đề, nó có hai ba cái mệnh đề trong đó thì mình không được được đặt thành câu hỏi nữa. Nó chỉ là một cái affirmative sentence mà thôi. B-boy hiểu hiểu phải không? Thí dụ câu này, I want to know when you will take some picture. B-boy không phải cái câu hỏi nha. B-boy hiểu rồi phải không? I want to know when you will take some picture. Okay. Rep. Okay, and that's it for today. Còn ngồi đây ngồi, các anh chị tưởng tượng xa hơn chút xíu nữa chắc chết quá. Okay, rồi, cảm ơn B-Boy.
Khi gặp các anh chị ngày mai nha. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. Em gửi mai lại cho các ốp nha. Hello, mấy bạn có nghe gà nói không? Hello, ốc được. Thank you, Tigon nha.